Và ok mọi người ơi, như vậy là chúng ta đã đặt trước sở sứ mệnh và chúng ta có thể lựa chọn combo sở sứ mệnh 3 mùa 64, 65, 66. Vậy combo sở sứ mệnh có gì mà chúng ta phải cần mua combo? Thứ nhất đó chính là quà 3 mùa. Quà 3 mùa là chúng ta mua combo chúng ta mới nhận được quà. Còn nếu các bạn không mua combo thì mua lẻ đặt vượt bình thường không nhận được quà 3 mùa. Và sở sứ mệnh 3 mùa thì chúng ta sẽ là 999 quân quy cho combo. Khi các bạn mua, các bạn sẽ có từng cái quy hiệu để chúng ta đổi sổ và từng cái quy hiệu để chúng ta đổi cái quà 3 mùa. Còn các bạn mở thường bình thường, quà 3 mùa nó không, cái quy hiệu 3 mùa nó không nằm trong đó nữa. Và khi các bạn có quy hiệu mùa 64, các bạn đổi gương sổ vượt cấp thì y như gặp, nó cũng là khi chúng ta mở bình thường thôi, vượt cấp bình thường thôi. Nhưng mà được cái là khi các bạn mua combo á, nó sẽ bao gồm cái quy hiệu 3 mùa, nên ép buộc người chơi phải mua 3 mùa mới có nhận được quà. Còn không thì mua vượt bình thường thì chúng ta cũng như sổ bình thường và chúng ta không có quà 3 mùa. Đấy. Và mua sổ combo 3 mùa thì nó sẽ tiết kiệm được một tí xíu quân quy, thì có tiết kiệm để mọi người. Nên nếu mà được á, thì các bạn có thể mua sổ sứ mệnh vượt 3 mùa, rơi vào khoảng 999 quân quy, rơi vào khoảng gần, nếu mà các bạn mua bên mình thì rơi vào khoảng 408 nha, 408.1020 quân quy. Ok, bây giờ mình sẽ đặt sổ sứ mệnh cho các bạn xem, đặt bình thường nha. Thì các bạn, thì cái mua combo thì nó cũng là ra cái sổ vượt thì cũng sổ vượt bình thường thôi. Nhưng mà trước khi đặt sổ thì mình sẽ nói về cái hai gương kin. Gương đầu tiên chúng ta có thể tùy chọn trang phục Gagat này, trang phục Aisa và trang phục Scott. Thứ hai là trang phục Thor, trang phục Teo và trang phục AOE. Đấy, các bạn để các bạn biết. Và sổ sứ mệnh thì nó tăng giá ở sổ thường 210 quân quy, còn sổ vượt thì chỉ có 349 quân quy vẫn bình thường nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ review đặt rồi và check khung cho mọi người nha. Chi tiết khung avatar các kiểu đồ để anh em được rõ. Khi các bạn đặt thì chúng ta sẽ được trải nghiệm hết những trang phục trong sổ. Yuka level 60 vẫn trải nghiệm được luôn. Kèm theo đó chính là điểm. Và còn nữa anh em, còn nữa đó chính là giấy cuộn thịt sắt này. Đấy. Và bây giờ Mr. Review khung cho mọi người coi nha. Các bạn nhớ bỏ cái 2 giây follow bọc chuông để có sự kiện mới Mr. Review và chụp bạch sớm những sự kiện cho mọi người nha. Cảm ơn bạn Phan Thanh nha. Đây, nick của bạn Phan Thanh đây mọi người. Đây, khung viền avatar các kiểu rồi, cũng khá là xịn sò. Ok chưa? Ok, thì bây giờ mình sẽ nói. Còn các bạn mà không biết chỗ đổi cái mà khi các bạn mua combo 3 sổ á, thì các bạn vào một sự kiện cái chỗ đầu này. Đây, đầu đặt dưới này kéo xuống một tí. 3 mùa đây. Trên thì 63 này, 63 thì qua rồi. Đây mọi người, 64 đây. Đấy mọi người, các bạn nhớ vào đây các bạn đổi nha. Chúng ta sẽ có quy hiệu sổ sứ mệnh và quy hiệu mà quà 3 mùa ấy. Thì các bạn vào đây. Nó sẽ có hai mục, một là đổi sổ. Nó sẽ có hai mục, một là đổi sổ từ ngày đổi 28 và cái thứ hai là từ ngày 1 nha. Thì tùy các bạn mua ngày nào. Đấy. Rất là tiện cho mọi người. Ok, trang phục đầu tiên Illumia, trang phục này là trang phục bậc A thôi, level 1 chúng ta nhận nên vì thế mới không test. Chủ yếu là ngoại hình cho các bạn xem thôi. Tiếp theo là trang phục Sinestra. Và cuối cùng là Yuka, mình sẽ test ngay sau đây và cố gắng up clip sớm để cho các bạn biết chi tiết nha. Các bạn nhớ bỏ ra 2 giờ follow ủng hộ kênh. Chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ nha.